Hello. Em tới lâu chưa? Em mới tới. Em ơi, cho ly phở đái đi em ơi. Phương. Dạ. Nhà em làm ăn có dư dả gì không? Nói nghe coi. Vừa mới gặp mặt chưa hỏi han gì hết trơn mà anh đã dọn nhắc cái tiền rồi. Thì có tiền mới lo được cho em chứ, đúng không? Thôi xạo quá. Mà mệt quá. Làm cái dư đồng nào cũng nói nghe để anh vui. Chỗ làm em giờ cũng khó khăn, cho nên là cũng không dư dả được gì nhiều quá. Than hoài, mệt quá. Lần nào gặp cũng than than. Dư ít là bao nhiêu? Nói để anh biết, anh mừng chứ, có gì đâu mà. Thì cũng tầm vài triệu. Đâu, để anh coi coi. Anh á, anh lấy anh đầu tư hết cho em nha, hiểu không? Mai mốt em chỉ cần ở nhà, em đếm tiền thôi. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Thôi, không được đâu. Tiền này em còn tích góp cho tháng sau nữa. Mệt em quá à. Em không biết suy nghĩ gì hết trơn. Khổ trước thì sướng sau, em hiểu không? Anh hứa mai mốt anh đầu tư cho em, anh trả lại cho em gấp đôi, gấp ba luôn. Bao nhiêu đó là nghĩa lý gì? Tin anh đi, đưa anh con coi. Anh hứa ở nhà. Anh hứa, mệt quá. Mệt ra cả mấy đồng, đếm đếm hoài để anh đếm nha. À mà nè, để anh bày ra một cách em vòi tiền mấy thằng khách, em hiểu không? Chứ em cứ như vậy hoài, có mấy đồng đếm đi đếm lại hoài bày cho. Thôi báo ma ma không có cho đâu. Báo ma ma lúc nào báo ma 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 ma, mấy cái dòng lẹo cái nó ngu lắm. Em qua mặt được hết trơn á, em hiểu không? Em phải nghe lời anh để phát triển cái con người lên, vừa phát triển vừa có tiền nữa, em hiểu không? Nghe lời anh đi, em phải làm theo cách này nè. Đây nè, mấy cái thằng khách đó em phải vòi nó theo cái kiểu mà em phải nó vuốt vuốt nhẹ này, như mấy thằng đốp quay phim đó người, vuốt vuốt nhẹ là bao nhiêu nó đều hết trơn, mấy thằng nhu cầu boy mà nè. Quyết rời xa quê nhà, lạc chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, bấp ngã khi những cám dỗ gọi mời, những nỗi vui bao ngày ngôi của một thời đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây góc tối, mang vết nhà theo chân muôn đời, giống như con thưa thân chẳng thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối ra. Lạc chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, vấp ngã khi những cám dỗ gọi mời, những nỗi vui ngây ngô của một thời đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây góc tối, mang vết nhà theo chân muôn con thưa thăm chẳng thể buông xuôi lao mãi theo chẳng tìm thấy lối xa. Con thưa thăm chẳng thể buông. Hôm nay em làm giỏi lắm nha, xuất sắc. Dạ cảm ơn anh. Để anh bày ra một cách em vòi tiền mấy thằng khách, vừa phát triển vừa có tiền nữa, em hiểu không? Nghe lời anh đi. Dạ anh ơi, dạo này em ít đồ để mặc quá à. Anh cho em xin thêm tí nữa để lần sau mua đồ mới phục vụ anh tốt hơn nha. Em muốn thêm nữa hả? Dạ. Đối với anh á, tiền thì không có thiếu, quan trọng á là em phải ngon mới được. Dạ em cảm ơn anh. Dạ ba mama cho con gửi. Ừ.
cũng được đó. Nhưng mà nè, phải nhớ làm gì thì làm, không có được xin thêm tiền của khách, nghe chưa? Mấy đứa trẻ trẻ như tụi bay á hay bị cái bệnh đó lắm. Dạ con biết rồi mama. Ngoan. Dạ thưa mama con về. Đi đi con. Em sao rồi em? Em chỉ có nhiêu đây thôi à. Sao có nhiêu đây vậy? Nhiêu đây sao đủ? Anh có biết là mấy ngày hôm nay em mệt mỏi lắm không? Thiệt sự là em đã cố hết sức rồi á. Mà em ráng thêm một tí xíu nữa đi. Em có biết cái này á là tương lai của hai đứa mình á, rồi em phát triển nữa. Ráng đi, ráng tí xíu nữa anh thương nha. Nè cậu kia, đàn ông con trai gì mà suốt ngày đi xin tiền con bé vậy? Không biết nhục hả? Nè, mày không biết á, mày cầm cái mỏ chó mày lại. Đây là tiền con Phương nó nợ tao, liên quan tới mày. Phải vậy không? À. Dạ, dạ phải. Nghe chưa? Lo chuyện bảo đồng. Em nợ nó bao nhiêu? Nói đi, chị trả. Gì? Gì? Trả hả? Nó nợ tao 5 xị, ý là 5 triệu. Phải 5 triệu không? Nè cầm đi. Tôi đưa trước 2 triệu, 3 triệu tôi đưa sau. Từ nay á, nợ của con Phương là nợ của tôi. Muốn gì kiếm tôi nè, đừng có phiền con bé nữa. Đi. Cảm ơn bà chị tốt. Nãy nói 10 triệu là ngon rồi. Đấy. Chị, số tiền đó để khi nào em có rồi em trả lại cho chị nha. Không sao đâu, chị á mới lãnh tiền thưởng nên là em khỏi lo. Mà chị nói nè, từ hôm nay á em nên tránh xa thằng đó ra đi. Chị cảm thấy nó không phải người tốt đâu. Phương. Dạ mama. Lại biểu coi. Làm gì nhìn mày mệt mỏi quá vậy? Dạ không có gì. Có bệnh hoạn gì không đó con? Dạ không. Nè, làm gì làm, đừng có cố quá nha. Ráng mà giữ sức khỏe. Nếu mà mệt quá ốp bữa đi. Dạ. Bà má ơi, bà má ơi, bà má. Cho mà con chơi con xả xui, xui quá. Anh trai, ngồi uống nước đợi xíu nha, đang kẹt phòng. Thông thả gì mà không xả, đang xui mà còn thông thả nữa. Cái gì phải từ từ với anh trai. Anh trai ngủ uống trà gần đi, rồi chút có phòng người anh vô. Từ từ gì mà từ từ, đang xui mà từ từ gì. Anh trai nôn nóng quá, em nè, anh chơi đại đi. Thôi Trinh, ghê quá. Con này để làm cái gì? Bé này hả? Bé nó đang mệt, đợi tí đi rồi tôi lấy con bé khác cho anh nha. Mama, hay để con làm cho mama được không? Dạ được, con làm được, tại con cũng muốn kiếm thêm một chút. Anh trai, bé nó làm được luôn á. Dạ vậy thôi, mời anh trai. Như vậy còn hụt xô nữa. Chim đi còn quỷ. Trời ơi, ba ba ma ơi, ba ba ma ơi, ba ba ma. Dạ, dạ. Sao anh trai? Hôm nay tôi đi thả xuôi, sao con lại xuôi hơn tôi nữa? Ủa, là sao anh? Xem này. Kéo buồn quá. Anh trai thông cảm. Thông cảm thì không cảm.
Trời ơi, thôi giờ để tôi sắp xếp cho anh trai em bé khác. Ngay đi. Dạ rồi, để tôi đổi cho con bé này khác. Được lắm, yên tâm, không tính tiền luôn, không tính tiền luôn nha. Thằng Quảng đâu rồi? Mày đưa anh trai qua phòng khác lại đi. Con bé khác nhanh cho anh kìa. Anh trai Nha. Trời, con bé này tươi ngon, yên tâm. Vậy là sao? Sau này mày tới ngày mày không chịu nghỉ thì mày còn gán đi làm. Dạ, tại con cần tiền. Mày cần tiền? Mày làm gì mà phải cần tiền? Dạ, con không nói được mà. Trời ơi, kêu nói thì cũng không nói được. Rồi ghét, tao không biết sống với tụi bay sao bây giờ nữa. Quá. Đời đầy đưa ai đâu biết mai này sẽ ra sao khi cuộc đời vấp ngã. Tiếng thét gào giữa cơn mưa đau lòng, cớ sao con người vẫn toàn tính lọc lừa. Thù hận thua ganh đua bội bạc giữa những ngã rẽ cuộc đời. Chào em. Chào anh. Sao em ngồi đây đứng mình vậy? Không ngồi một mình chứ ngồi với ai? Chẳng hạn là ngồi với anh nè. Cả đôi cả cặp, nó phải hay không? Trời ơi, nãy anh ngồi kia anh thấy em xài kem gì mà da trắng quá vậy? Trời ơi, nhìn em là anh nóng nực luôn. Nóng không? Cởi đi. Cởi ra cho bớt nóng. Chào anh xin số phone. Có sốt nha. Có nữa. Cốn, anh đang làm cái gì vậy? Anh có làm gì đâu. Thì anh gặp người quen, lâu ngày anh hỏi thăm thôi mà. Người quen gì mà nắm tay nắm chân? Mệt quá, thì quen lâu ngày gặp mệt quá, em tin không tin từ em à. Đi về. Cốn. Dạ anh ơi, dạo này á em ít đồ để mặc quá à. Anh cho em xin thêm một tí mua đồ mới, lần sau phục vụ anh tốt hơn nha. Anh trả đúng giá ban đầu thôi. Dạ em biết, nhưng mà cho em xin thêm một tí thôi nha. Nhưng mà nhiêu đó đủ rồi. Cho em xin thêm một tí thôi mà nha. Các bạn là nhiêu đó đủ rồi thì nó bán hủ tiếu hết chết mẹ rồi, cứ xin. Bao ông mà đâu rồi? Bao ông mà đâu? Sao anh trai? Cái nữa hay gì? Đi cái gì mà đi, xem nhân viên đây này. Cái nó đòi xin tiền thêm đây này. Cái gì vậy Phương? Phương! Tại sao vậy? Tao nói mày phải làm sao? Tại sao mày lại xin thêm tiền của khách? Hả? Mày có muốn tao đuổi mày ra khỏi chỗ này không? Hả? Dạ, mama, con không dám lần sau nữa không mama? Cái gì? Mày nghĩ là còn có lần sau nữa hả? Bực hết cả mình. Trinh! Con Trinh đâu? Dạ. Dạ mama. Mày coi đi vô trong, đóng cửa, đi nhậu. Bực hết cả mình. Cái gì? Cái gì đi nhậu?
Trời ơi, sáng giờ không chung khách nào hết đó mama. Mày bị điên hả? Cả đời mày làm cũng không có khách đâu con. Nghỉ. Oh no. Oh no no no. Mày no không? Tao ký lụng ác mày bây giờ. Vô. Oh yeah. No một cái nữa tôi. Hết cả da gà chứ. Phương, em sao vậy? À, không có gì đâu chị. Em có chuyện gì thì chia sẻ với mọi người đi. À, hay là cái thằng khốn hôm bữa nó phiền em nữa phải không? Thực ra anh Tuấn là bạn trai của em. Cái gì? Thiệt luôn á hả? Em xin lỗi vì đã nói dối chị. Số tiền đó nhất định em sẽ trả lại cho chị. Không, chị không có quan tâm cái số tiền đó đâu em. Là chị muốn biết nó làm cái gì em thôi. Ban nãy em thấy ảnh đi vô khách sạn với lại cô gái khác. Trời ơi, cái thằng chó này. Bản chất của một thằng đàn ông là như vậy. Phụ nữ ngu thì phải chịu thôi. Mày nói gì vậy Thư? Mày nói vậy mà nghe được đó hả? Không, mày buồn đi. Nhưng mà chắc là đối tác thôi hả chị? Em bị điên hả? Không có đối tác nào mà hẹn nhau ở khách sạn hết trơn á em. Nghe lời chị đi. Bỏ nó đi em. Nó không xứng đáng với em đâu. Thôi đừng có buồn nữa. Hôm qua tôi thấy anh đi vô khách sạn với nhỏ nào? Nhỏ đó là ai? Em à, em có biết đó là đối tác của anh không? Hả? Đối tác mà đi vô khách sạn hả? Rồi còn cặp cổ hôn má nữa, hả? Thôi mệt quá. Vậy á, rồi sao? Nghe hay không, tin hay không là tùy. Bây giờ tiền đâu, có tiền không? Không, tôi sẽ không bao giờ đưa tiền cho anh thêm lần nữa đâu. Mà... Nè, anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Nè, tao nói cho mày biết. Muốn sống thì nên biết điều đi nghe chưa? Anh dám tán tôi hả? Từ giờ tôi với anh coi như chấm dứt. Ok cưng. Bye bye. Dòng đời có những điều thật trái ngang. Những đêm đông bao tố vây kín tâm hồn. Đường đời đầy đưa ai đâu biết mai này sẽ ra sao. Khi cuộc đời vấp ngã, tiếng thét gào giữa cơn mưa đau lòng. Cớ sao con người vẫn toàn tính lọc lừa. Thù hận hận thua ganh đua vội bằng giữa những ngã rẽ cuộc đời. Phương, em sao vậy? Trời đất, cái thằng đó bữa nay nó dám dắt gái vô trong khách sạn mình luôn á hả? Để chị lại nói chuyện với nó. Thôi chị, dù gì thì
em với ảnh cũng chia tay rồi. Chia tay thì chia tay, ít nhất cũng cho một bài học chứ. Má, mày nên chết đi thằng chó. Ừ, cái con này. Thằng chó này. Bảo mama, có chuyện gì vậy? Bảo mama, bà con này, tôi tới đây chơi đàng hoàng, lớn được bà làm gì đánh tôi hả? Dạ, cậu thông cảm. Có gì để tôi từ từ dạy lại nhân viên của tôi. Chuyện này á, mà bà giải quyết không xong á, không yên tôi đâu nha. Rồi rồi rồi, tôi giải quyết cho mà. Cậu về đi, lần sau tới tôi khuyên cho anh dễ ha. Thông cảm nha. Nhớ tụi mày. Cái gì vậy hả? Tụi bay đang làm cái gì vậy? Nhìn gương mắt thì đánh. Ở đây đâu phải là cái chợ đâu mà tụi bay muốn làm gì thì làm. Ba mama, nhưng mà cái thằng đó là người yêu của con Phương. Xong rồi bây giờ nó đối xử con nhỏ con Phương con chó nữa. À, thì ra mày dòi tiền khách là để cho thằng đó đó hả? Cái con ngu này. Thôi được rồi, để đó cho mama. Tao sẽ kêu người dạy cho nó một bài học nhớ đời. Ở đây là chỗ làm ăn, tao không muốn có chuyện. Nhưng một khi nó đã bước chân ra ngoài lại là chuyện khác. Thôi vô đi. Vô. Vô đi. Vô đi. Vô. Thôi đừng có buồn nữa. Cuộc sống mà, mình sống tích cực lên xíu đi, cho cuộc đời nó khá hơn. Đúng rồi, không có thằng này có thằng khác. Trai còn nhiều mà lo gì. Ừ. Nhưng mà anh thật lòng. Nên là sẽ khó để em thôi. Thôi thôi, chuyện qua rồi mình bỏ qua đi. Bây giờ mình vô một cái cho nó vui nè. Vô. Vô đi. Vô. Uống hết luôn. Uống hết luôn. Vô. Chị nói em rồi, không có thằng này, có thằng khác. Nhưng mà em thương anh chị. Thương. Rồi dép một đứa nào đấy? Như dép cái thằng bán ốc đó. Ngủ. Dép nó đâu? Mày hỏi cho sao tao biết. Thôi đi ngủ rồi mày. À? Đi ngủ đi, ngủ đi. Ngủ. Ngủ đi. Đi lên đây ngủ. Chạy đây nha. Ngủ. Tê nhức đầu lắm. Mày ngủ bên này, mày ngủ như đâu nữa. Ngủ đi. Ai kẹp cái tóc của ta? Cái đầu hôi quá, chết qua đi đi. Dòng đời có những điều thật trái ngang, những đêm đông bao tố vây kín tâm hồn. Đường đời đầy đưa ai đâu biết mai này sẽ ra sao khi cuộc đời vấp ngã. Tiếng thét gào giữa cơn mưa đau lòng, cớ sao con người vẫn toan tính lọc lừa. Thù hận thua ganh đua bồi bạc giữa những ngã rẽ cuộc đời. Số kiếp chẳng thể cảm thông cho tôi một kẻ đã qua.
không phải cái gì ghét là cũng bỏ. Sau khi cuộc đời vấp ngã, tiếng thét gào giữa cơn mưa đau lòng. Cớ sao con người vẫn toàn tính lòng lừa. Mày đợi đi, tao sắp chạm được mùi đỏ rồi. Thằng chó này. Thì khách nói là mày thờ với khách, không có được dịu dàng đầm thắm giống như mấy đứa kia. Mày coi làm sao thì làm, mất hết khách nha con. Kể từ ngày đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi luôn tự trách bản thân mình. Tại sao lúc đó mình lại bồng bột như vậy, mình lại nông cạn như vậy. Bước 1 nha, em kéo quần lên, em để cái tay lên cái đùi nè. Là nó giả vô trong cái mặt mày. Mà chắc lắm luôn. Dạ rồi, mà có nội. Làm nó giùm tao đi chứ. Tao quá chừng quýt. Là chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, vấp ngã khi những cơn gió gọi mời, những nỗi vui bao ngày ngôi của một thời đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây góc tối, mang vết nhà theo chân muôn đời, giống như con thưa thăng chẳng thể buông xuôi, lao mãi theo chẳng tìm thấy lối. Chân giữa những ngã rẽ của cuộc đời, vấp ngã khi những cơn gió gọi mời, những nỗi vui ngây ngô của một thời đâu còn nữa. Chìm sâu dưới đây góc tối, mang vết nhà theo chân muôn đời, giống như con thưa thăm chẳng thể buông xuôi, lao mãi theo chẳng tìm thấy lối.